Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục cập nhật với cô chú và các anh chị một số thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và visa Mỹ, được cập nhật từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 là ngày 10 tới ngày 14 tháng 4. Các thông tin sẽ được cập nhật trong video clip này sẽ là: đầu tiên là lịch visa và lịch mở hồ sơ của tháng 5 năm 2023 đã được tăng trở lại sau khi công bố. Thông tin thứ hai là tiếp tục cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn lại với lãnh sự quán và diện phỏng vấn diện K1 hôn phu hôn thê và bổ sung giấy xanh R2A. Thông tin thứ ba là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện du lịch, du học và công tác. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch, hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Thông tin đầu tiên thì muốn chia sẻ với cô chú và các anh chị là lịch visa và lịch mở hồ sơ của tháng 5 năm 2023 đã được công bố tăng trở lại. Vào ngày 13 tháng 4, và giống như dự đoán, thì lịch đã tăng trở lại sau hơn 17 tháng hoàn toàn đứng yên. Việc này thì đã giúp cho rất nhiều hồ sơ được mở làm 6 bước với trung tâm visa MVC và được đáo hạn với lịch visa để chuẩn bị được lên lịch hẹn phỏng vấn sau khi đã hoàn thành xong 6 bước. Và qua lịch tháng 5 này thì chỉ còn có hai diện F2A và diện F2B thì vẫn chưa được tăng lên. Hy vọng là các tháng sắp tới thì hai diện này cũng sẽ đồng loạt được tăng lên giống như là các diện F còn lại. Và khi lịch visa của tháng 5 này đã tăng lên thì hiện nay đã có rất nhiều hồ sơ đang nóng lòng chờ tới lượt hẹn phát hiện phỏng vấn dành cho hồ sơ của mình. Thì dự kiến trong đợt phát hiện phỏng vấn kỳ tới, lãnh sự quán Mỹ có thể sẽ quay trở lại phát hiện phỏng vấn dành cho các hồ sơ thuộc diện F đã hoàn thành xong 6 bước từ đầu năm 2020. Đây là các hồ sơ vừa rồi họ đã hoàn thành xong 6 bước từ rất sớm. Tuy nhiên thì do lịch visa vẫn đứng yên, cho nên các hồ sơ này vẫn chưa đủ điều kiện để được xếp lịch hẹn phỏng vấn. Và giờ đây thì khi lịch visa đã tăng lên thì đã có rất nhiều hồ sơ bắt đầu đủ điều kiện để chờ lịch hẹn phỏng vấn mới này. Điệp sẽ tiếp tục cập nhật với cô chú và các anh chị trong đợt phát hiện phỏng vấn sắp tới. Nên cô chú và các anh chị chúng ta nhớ đăng ký kênh để khi có video clip mới mà Điệp chia sẻ lên thì cô chú và các anh chị chúng ta có thể xem được nha. Đây là bản lịch visa và lịch mở hồ sơ mới nhất hiện nay của tháng 5. Ở bản lịch visa thì diện F1 hiện nay tới ngày 15 tháng 12 năm 2014. Diện F2A là ngày 8 tháng 9 năm 2020. Diện F2B là ngày 22 tháng 9 năm 2015. Diện F3 là ngày 8 tháng 12 năm 2008. Và diện F4 tới ngày 8 tháng 4 năm 2007. Ở lịch mở hồ sơ thì diện F1 ngày ưu tiên đến ngày 1 tháng 1 năm 2017. Diện F2A, bản lịch là chữ C ở mức hiện tại, nghĩa là hồ sơ được giải quyết liên tục. Diện F2B, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 1 năm 2017. Diện F3, ngày ưu tiên là ngày 8 tháng 2 năm 2010. Và diện F4, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 2 năm 2008. Hiện nay bên Điệp có hỗ trợ dịch vụ cho cô chú và các anh chị sau khi chúng ta nhận được thư hẹn phỏng vấn.
là tư vấn các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn và cách sắp xếp hồ sơ giấy tờ theo đúng quy định của lãnh sự quán. Và kiểm tra lại các hồ sơ giấy tờ mà chúng ta cần phải nộp lên hệ thống CAAC với trung tâm visa đã đầy đủ hay chưa, theo đúng như yêu cầu của lãnh sự quán. Và đặt lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa dành cho cô chú và các anh chị trước buổi hẹn phỏng vấn. Nếu như cô chú và các anh chị cần dịch vụ hỗ trợ thì chúng ta có thể liên hệ với Điệp thông qua email này hoặc nhắn tin vào số Zalo này, Điệp sẽ hỗ trợ cho cô chú và các anh chị. Thông tin thứ hai Điệp muốn tiếp tục chia sẻ với cô chú và các anh chị là cập nhật hệ thống đặt hẹn phỏng vấn lại và bổ sung giấy xanh R2A với lãnh sự quán. Đối với lịch phỏng vấn lại các diện CR, IR và các diện F, nếu như hồ sơ cô chú và các anh chị chúng ta không thể đi hẹn phỏng vấn đúng ngày hẹn của lãnh sự quán thì chúng ta có thể tự đặt lại lịch hẹn phỏng vấn mới. Lãnh sự quán vẫn đang tạo điều kiện cho các hồ sơ này phỏng vấn lại có ngày phỏng vấn thật là sớm. Lãnh sự quán đang cho ngày hẹn phỏng vấn lại là vào cuối tháng 4 năm 2023 trở về sau. Với lịch hẹn phỏng vấn diện đính hôn hôn phu hôn thê diện K1, thì hiện nay lãnh sự quán Mỹ cũng đang mở chỗ rất gần cho cô chú và các anh chị. Đó là những ngày từ cuối tháng 4 năm 2023 trở về sau. Cho nên hiện nay việc đặt hẹn phỏng vấn lại với lãnh sự quán và phỏng vấn diện K1 thì chúng ta đặt lịch hẹn phỏng vấn không còn khó khăn nhiều như trước đây. Trước đây thì khi mà lãnh sự quán mở thì họ chỉ mở một số chỗ nhất định và trong một tháng thì chỉ mở 1-2 lần. Và các hồ sơ khi cần đặt lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán thì rất là khó khăn, phải canh lịch rất là thường xuyên và phải cạnh tranh thật là nhanh mới có thể lấy được chỗ hẹn. Còn đối với lịch bổ sung giấy xanh R2A, đối với các hồ sơ mà sau khi phỏng vấn của chú và các anh chị chúng ta cần phải bổ sung cho lãnh sự quán. Hiện tại thì lịch bổ sung dành cho tháng 5 đã hết chỗ. Các hồ sơ hiện nay cần phải đang chờ lịch mở cho tháng 6. Và dự kiến thì cuối tháng 4 này hoặc là đầu tháng 5 thì lãnh sự quán Mỹ sẽ tiếp tục mở lịch hẹn cho tháng 6. Nên nếu như hồ sơ cô chú và các anh chị đặc biệt là ở các diện bảo lãnh vợ chồng thì hay thường gặp cái giấy R2A này thì chúng ta có thể canh lịch từ cuối tháng này hoặc là đầu tháng 5 để chúng ta lấy ngày hẹn mới. Thông tin tiếp theo thì muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện du lịch, du học, thăm thân nhân và công tác. Theo trung tâm visa NVC đã cập nhật bảng thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn trống các loại visa không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Theo cập nhật của trung tâm visa NVC, thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn trống tại đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Đối với visa diện B1, B2 du lịch và công tác, thời gian chờ trong tuần này đã bắt đầu tăng lên, là cô chú và các anh chị sẽ chờ là 19 ngày. Đối với visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ là 13 ngày. Còn đối với các loại visa không định cư khác, thời gian chờ cũng tăng lên, hiện nay là 22 ngày. Đối với tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, diện B1, B2 du lịch và công tác, thời gian chờ hiện nay là 30 ngày để có buổi hẹn phỏng vấn trống. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ là 6 ngày. Và các loại visa không định cư khác, thời gian chờ cũng là 6 ngày. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.